Vào thứ Tư, thì chính phủ Malaysia thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động khai thác mỏ bauxit trong 3 tháng trước những quan ngại về môi trường. Quyết định này của Malaysia sẽ khiến kho dự trữ nguyên liệu sản xuất nhôm của Trung Quốc giảm đáng kể. Trong vài năm qua, ngành khai thác bauxit tại Malaysia đã phát triển mạnh mẽ do nhu cầu từ nhà sản xuất nhôm lớn của thế giới là Trung Quốc. Tuy nhiên, việc khai thác không được thắt chặt đã gây ra những tác hại nghiêm trọng đến môi trường. Chỉ mới tháng trước, nhiều nguồn nước sông và các khu vực ven biển ở Kuantan đã chuyển sang màu đỏ do ô nhiễm từ các mỏ bauxit. Trước tình hình đó, chính phủ Malaysia đã tuyên bố sẽ áp lệnh tạm dừng khai thác bauxit trong 3 tháng. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 trở đi, tất cả các hoạt động khai thác bauxit sẽ bị tạm dừng. Ông Wan Junadi còn cho biết thêm trong tháng đầu tiên khi lệnh tạm cấm có hiệu lực, các kho trữ bauxit tại cảng Kuantan sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và kho dự trữ tại 11 địa phương khác cũng sẽ bị dọn sạch trong tháng tiếp theo. Tuy nhiên, ông Wan Junadi cũng nhấn mạnh, chính phủ Malaysia không cấm khai thác bauxit vĩnh viễn. Những động thái hiện tại của Bộ Môi trường chỉ nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác này. Chính phủ Malaysia để cho các doanh nghiệp trong ngành khai thác bauxit tự thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu thực hiện không nghiêm theo chỉ đạo từ chính phủ nước này, lệnh tạm cấm sẽ bị kéo dài. Theo ước tính, lệnh cấm 3 tháng của Malaysia có thể làm giảm 6 triệu tấn sản lượng bauxit dự trữ của Trung Quốc.